cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Chiều này có chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Đã ghê luôn á. Bây giờ mà có thêm một khu vực nướng là bá cháy luôn. Tí mới về. Ủa, mới về con? Dạ. Trời đất ơi. Gì? Sao tí lại uống rượu nữa rồi? Gì? Sao tí lại uống rượu nữa rồi? Từ hôm em mất bây giờ sao tí uống rượu hoài vậy? Không mắc cười con này. Ta bụng người ta uống gì đâu. Thôi rồi, để con ra đằng sau bếp pha nước chanh cho tí uống nha. Tuy nhiên ta đã uống rượu rồi phải uống chanh cho tao giải rượu hả? Có mặt cười ghê. Tế, Tế ơi, ta rượu của Tế về nè. Đi đâu đây? Trời ơi, mới mua miếng mồi Tế. Trời ơi, mấy con khô mực. Trời ơi, vậy luôn hả? Trời ơi, tao mới về kiếm, tao tính nó đi mua mấy con khô mực nè. Tế con mình lai ra. Ê, 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 dọn xuống đây, đóng cửa lại. Dạ. Dọn ra. Thắm ơi. À, Thắm. Dọn mồi cho ba nè. Lấy cái dĩa ra con. Trời ơi, tao có rượu rồi mình mua chi rượu chi nữa. Rượu đế Tế. Đế mày sao tao không đế tao. Hàng cứ uống rượu với Tiếu hoài đi. Mày mệt này quá. Vô đi. Lâu lâu mới về mà cứ cằn nhằn. À, vô. Khi này Tiếu nói cho con biết. Tiếu quyết định bán nhà. Bán nhà xong nha, Tiếu sẽ mua một chiếc xe hơi 4 bánh. Tao chạy xe hơi hả, tao khè cái thằng cha bảy cái bên nhà cho lé mắt chơi, bởi đặt lên mặt chứ tao. Còn mày, con trai Tía, Tía mua cho mày một chiếc SH, lấy lè với đứa con gái, chịu chưa? Cái gì Tía? Cái nhà này má để lại mà giờ Tía cũng bán luôn hả? Ủa, bán chứ để làm gì? Tía nói cái gì kỳ cục vậy Tía? Nhà này má để lại cho con mà giờ Tía bán là sao? Trời ơi, nhà nào để lại cho mày? Mày mắc cười không? Mày tính giành nhà với tao hả? Lỗi mày à. Cái nhà này, bả là vợ tao. Cái nhà của bả bây giờ bả chết rồi thì cái nhà là của tao. Chứ mắc mớ gì của mày? Ngộ à. Tao tí với mày nha. Cười à. Mua cho mày chiếc SH là mai cho mày lắm rồi. Ở mình đó. Tí nói vậy mà nghĩ sao tí nghe được tí? Nhà tí má có nhà riêng rồi. Tí ăn nhậu tí bán hết, tí xài hết. Bây giờ cái nhà này nhà của má, nhà riêng của má, má để lại cho tôi nè. Mà giờ tí cũng bán là sao? Mà có bán nha, bán là chi tôi phân nửa. Chứ cho chứ SH là không có đủ luôn nha tí á. Mắc cười quá. Mày mà nói nhiều quá là một xu tao không cho á, chứ ở đó. Tí nói gì á thì kệ tí đó nha. Phần tôi là chắc rồi. Kiểu gì cũng phải chia cho tôi nửa đó nghe chưa. Nửa, đâu ra nửa. Nửa cái cùi lôi. Cho mày chiếc SH rồi mày đập nửa nửa. Đừng có mơ nghe. Mày nên nhớ nha, ở đâu ra mà cho mày nửa phần. Ở nhà còn con Thắm nha, chứ không phải một mình mày. Cái gì con Thắm? Thắm nó chỉ là con nuôi thôi tí á. Con nuôi thì sao? Tí nha, anh hai có chuyện gì mà tranh cãi dữ vậy? Còn ngồi xuống đây nè, nè, cái thằng ngoài mất dịch vậy nè ha. Nó nhậu nhẹt, nó rủ tao, nó nhậu nhiệt, tôi đã vô. Giờ nó xỉn ra, nó đồ dình nhà với tí rồi. Mày thấy không? Mày nói sao? Mày nói con Thắm là con nuôi hả? Ờ, con Thắm là con gái nuôi của tao. Nhưng mà nó còn lễ phép, nó hiếu thảo hơn mày. Đó, mày coi lại cái mặt của mày đi, nó có tranh giành nhà với mày với tao ha. Lúc bà bệnh nè, một tay nó chăm lo hết á. Còn luôn mày sao? Mày lo mày dọn dẹp, mà có dòm ngó tới má mày không? Mà ở đây về đồ thật, làm sao? Nói gì thì nói nha. Tới cuối cùng á, một nửa cái nhà này cũng là của tôi nè, của thằng này nè. Nửa cái cùi lôi. Còn lại nhiêu thì hai người tự chia. Ừ. Tía con không có cần gì đâu, con chỉ muốn Tía anh hai ở với con thôi à, Tía với anh hai đừng có cãi nhau nữa. Con im đi, con đừng có nói. Tía không có chịu được. Thứ gì đó mà hỗn hào, giờ chưa thấy ai như mày hả? Dành nhà hả? Dành nhà với cha mày hả? Tía nói ngay thì cứ nói đi, muốn gì thì ra tòa nha. Gì? Trời ơi. Thôi ba. Mày nói là sao? Ra tòa hả? Mày hù tao hả? Cứ vậy. Nè, cái nhà này vợ tao để lại cho tao, không có di chúc thiệt, nhưng mà nó cũng thuộc quyền sở hữu của tao chứ không phải là của mày ha. Cứ việc ra tòa đi, tao hầu. Ờ, ra chịu ra tòa, ra sợ à. Theo cái tình huống mà chúng ta vừa xem đó, thì chúng tôi thấy thế này. Cái tình huống đây đó là một cái tình huống về tài sản thừa kế, tức là ngôi nhà thì được cho là tài sản riêng của người vợ. Tuy nhiên nếu chúng ta xem cái tình huống này, chúng ta thấy rằng theo quy định của điều 33 và điều 43 của luật hôn nhân gia đình năm 2014 đó,
thì chúng ta cần lưu ý rằng cái ngôi nhà đó được xác định là tài sản riêng của người vợ. Nếu ngôi nhà này của người vợ trước khi kết hôn á, người vợ được tặng cho riêng rồi được thừa kế trong cái thời kỳ hôn nhân á, hoặc được thông qua cái giao dịch là tài sản riêng á, thì nếu mà các bên có thỏa thuận á, thì phải được xem, nếu không có cái thỏa thuận thì phải được xem là tài sản chung của vợ chồng. Và do người vợ chết không để lại di chúc theo quy định của luật dân sự á, nếu mà chúng ta xem cái bộ luật dân sự ở điều 675 cũng như là một số điều khác của bộ luật dân sự năm 2005 á, thì cái di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật, tức là hàng thừa kế thứ nhất, và theo quy định của pháp luật thì mình cũng phải tính đến cái việc mà theo cái luật nuôi con nuôi, tức là tại cái thời điểm nuôi con nuôi á, thì cái việc nuôi con có được đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn của cha mẹ của cái người đó hay không. Trường hợp mà cái người con nuôi mà nó phát sinh ra thực tế đó, họ chưa đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2011 mà chưa đăng ký, tức là cái ngày mà luật hôn nhân tức là cái ngày luật nuôi con nuôi năm 2010 có hiệu lực đó, nếu đáp ứng các cái điều kiện đó của luật nuôi con nuôi đó và có được xác nhận của xã đó, như vậy đó thì nó thuộc cái nhân vật mà chúng ta xem trong cái tình huống này, nó có hai nhân vật, đó là nhân vật Thắm và hai cái nhân vật Tía, và cái nhân vật mà đã được đăng ký theo cái quy định và theo luật nuôi con nuôi được xác lập đó. Do đó Thắm trong cái tình huống này thì Thắm được hưởng quyền hưởng di sản ngang bằng với các cái thừa kế khác. Mà cụ thể ở đây đó là nếu căn nhà là tài sản riêng của người vợ đó, thì toàn bộ cái căn nhà là di sản thừa kế, bao gồm có người chồng, con trai, con nuôi và cha mẹ, nếu những người này còn sống, của cái người chết, và họ sẽ được hưởng di sản ngang bằng toàn bộ cái căn nhà này. Nếu ngôi nhà này đó nó thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đó, thì cái di sản thừa kế này chỉ là một nửa của, tức là cái nếu mà căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng thì di sản thừa kế chỉ là một nửa cái căn nhà này thôi. Người chồng, con trai, con nuôi, cha mẹ nếu còn sống của cái người chết thì sẽ được hưởng cái phần di sản ngang bằng nhau, và một nửa và bằng nhau từ một nửa cái căn nhà đó. Và ngoài cái phần di sản thừa kế được chia đó thì người chồng còn được hưởng một nửa cái căn nhà này còn lại.